Hôm nay chúng ta phải phân biệt, hôm nay chúng ta phải phân biệt năm chữ, đó là chữ pain, chữ colic, chữ tenderness, chữ cramp và chữ spasm. Bây giờ bạn Tuyết Hoa đang nói về chữ cramp và chúng ta biết được chữ cramp thường gặp nhất trong hai tình huống, đó là khi chúng ta đá banh, chúng ta bị dập bẻ, ta xài chữ cramp, và khi người phụ nữ bị cái cơn đau quặn tử cung dữ dội thì người ta cũng xài từ cramp. Tuy nhiên từ cramp ở trong quặn tử cung nó sẽ không chính xác bằng từ spasm. Do đó các bạn khỏe thai rồi. Rồi mời bạn tiếp tục. Đó. Dạ, chữ spasm có nghĩa là đau do co thắt cơ, có thể là có nguyên nhân không phải là do bệnh lý từ trước. Ví dụ như là mệt mỏi khi mà cố gắng quá sức, không sử dụng đủ cơ bắp, hay là lượng magie nó thấp và hoặc là kali thấp. Còn pain là sự đau đớn, đau khổ về thể chất và cả tinh thần, ví dụ như là khi lấy kim chích vào tai. Còn về colic là do đau bụng mà nó co thắt luôn. Trẻ sơ sinh thường khóc để bày tỏ cái nhu cầu hoặc là mong muốn, và có thể khóc vì nó mệt mỏi, đau bụng, ướt hay là quá khích. Cái chỗ này sai rồi, sai rồi. Cái bài này tệ lắm, sai rồi. Chữ colic ta sẽ gặp trong cơn đau quặn thận, ta sẽ gặp trong cơn đau quặn mật và ta sẽ gặp trong cơn đau quặn ruột. Khi cái ruột mà nó bị bóp lại, co thắt hoặc là bị tắc ruột thì cái cơn đau đó ta gọi là cơn đau colic. Khi có cục sỏi niệu quản, cục sỏi thận gây đau, người ta gọi cơn đau đó là cơn đau colic. Và khi có cục sỏi ở trong đường mật hoặc con dung nó chui lên đường mật, cái cơn đau đó ta gọi là cơn đau colic. Như vậy khi ta nói tới colic là cơn đau đó là co thắt của một cơ quan rỗng. Còn spasm thông thường ta sẽ nói đến sự co thắt của cái tử cung hơn là các cơ quan khác. Còn cramp là chúng ta sử dụng trong trường hợp dập bẻ chuột rút thôi. Còn tenderness là khi nào chúng ta ấn vào mà người ta đau, mà ta lấy tay ra thì người đó không có đau, thì ta gọi cái mà ấn vào đau đó là tenderness. Còn cái pain là một cái đau nói chung, một cái đau cảm giác chủ quan của bệnh nhân, còn người bác sĩ không biết được. Khi bệnh nhân nói tôi đau đầu quá hoặc tôi đau bụng quá thì người bác sĩ không biết được, người ta biết là pain thế thôi. Rồi, cảm ơn bạn Tuyết Hoa.